với lợi thế sân nhà và tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đậm trước U23 Guam sẽ là điểm tựa vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Chaussé giành chiến thắng, qua đó chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Hậu vệ Hồ Văn Cường chia sẻ. Chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine trong dịp FIFA Day, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên Chaussé rút khỏi danh sách tuyển Việt Nam. Các cầu thủ bị loại gồm hậu vệ Hoàng Thái Bình, Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn, Dương Văn Hào và tiền đạo Đinh Thanh Bình. Trong khi đó, nhóm 4 cầu thủ điều chuyển từ đội tuyển U23 Việt Nam lên tuyển Việt Nam chỉ có hậu vệ Giáp Tuấn Dương trụ lại trong danh sách rút gọn. Hậu vệ Trần Nam Hải được tăng cường cho đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN 19. Huấn luyện viên Chaussé có sự đánh giá một cách kỹ lưỡng và công bằng trước khi rút gọn danh sách. Dù không được thi đấu nhiều trong thời gian vừa qua, nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Seoul Airland, Nguyễn Văn Toàn cho biết. Khi làm việc với một huấn luyện viên mới, chiến lược mới thì sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà mình nghĩ là với mình thì mình cũng đã quen với việc thay đổi lối chơi rồi nên là cũng không có gì quá là nặng trịch. Đợt tập trung này thì mình rất là vui, tại vì thật sự là khoảng thời gian ở bên nước ngoài thì đôi khi cảm thấy việc không được gặp người Việt Nam được, tất cả các cầu thủ Việt Nam thì đó đều cũng cảm thấy rất là buồn. Thì những cái đợt này thì khiến mình cảm thấy là được gặp mọi người, gặp tất cả các cầu thủ, những người đã hiểu hơn mình thì mình có thêm được nhiều động lực mới hơn để thi đấu tốt hơn. Theo kế hoạch, đội tuyển Futsal Hungary sẽ tới Việt Nam vào ngày 13 tháng 9 để chuẩn bị cho trận giao hữu với tuyển Futsal Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Thể thao là cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, lễ rước đuốc của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19, gọi tắt là ASEAN 19, đã bắt đầu hôm qua tại thành phố Hàng Châu và sẽ lần lượt chuyển qua 10 địa điểm ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. ASEAN 19 dự kiến sẽ là đại hội thể thao châu Á lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 12.500 vận động viên đến từ 45 quốc gia và khu vực. Ban tổ chức cho biết sẽ có khoảng 37.600 tình nguyện viên phục vụ sự kiện thể thao này. ASEAN 19 sẽ có 40 bộ môn với 61 phân môn, 481 nội dung thi đấu. Và cuối cùng là kết quả một số trận đấu ở vòng loại Euro 2024. Bàn thắng duy nhất của Bruno Fernandes trong hiệp 1 đem về chiến thắng 1-0 cho Bồ Đào Nha trên sân Slovakia. Trong khi trận đấu bùng nổ của các chân sút bên phía Tây Ban Nha, họ đã ghi tới 7 bàn thắng vào lưới của Rafa tại vòng loại Euro 2024. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha có được 6 điểm sau 3 trận và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng A vòng loại Euro 2024, kém đội đầu bảng Scotland 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đến thời điểm này, Tây Ban Nha Croatia đã có được những chiến thắng tưng bừng trước các đối thủ yếu hơn, trong khi Bồ Đào Nha cũng giành trọn niềm vui ở vòng loại Euro 2024. Hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang đứng đầu với 10 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Croatia 3 điểm, nhưng đã nhiều hơn 1 trận. Armenia cũng có 7 điểm sau trận đã đấu. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin quảng cáo. Chuyên mục công nghệ nano với đông trùng hạ thảo rất vui được gặp lại quý thính giả. Cùng với sự đồng hành của nhãn hàng nano đông trùng hạ thảo Tiểu Ác Vương của công ty cổ phần dược thảo công nghệ nano hóa, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích về sức khỏe. Quý thính giả thân mến, đái tháo đường và tăng mỡ máu tuy là hai bệnh khác nhau nhưng chúng đều gây nên những biến cố về tim mạch và có thể gây tử vong. Vậy hai bệnh này có mối quan hệ với nhau như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghe đại tá thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lê, nguyên giảng viên học viện quân y, lý giải ngay sau đây quý vị nhé. Đái tháo đường là tình trạng mà rối loạn chuyển hóa glucose gây tăng đường huyết mãn tính do thiếu insulin tương đối hoặc tuyệt đối của cơ quan tụy của chúng ta. Insulin là cái hormone đóng vai trò trung tâm trong cơ thể, nó có tác dụng chuyển hóa cả đường và chất béo thành năng lượng. Vì vậy khi mà có những cái rối loạn nội tiết hay những cái tác dụng của insulin thì cả cholesterol và triglyceride nó cũng sẽ bị ảnh hưởng.
nguồn xấu thúc đẩy hình thành những mảng xơ vữa bám vào trong lòng của động mạch, giảm những số lượng mà hạt cholesterol tốt giúp làm sạch các mảng xơ vữa trước khi các mảng xơ vữa bị phá vỡ và tan ra, có thể gây tắc mạch hoặc là gây đau tim hoặc là đột quỵ. Nghe bác sĩ Nguyễn Lê phân tích, quý vị cũng đã rõ tại sao tăng mỡ máu khi bị tiểu đường rồi, phải không ạ? Bên cạnh việc tuân thủ tốt pháp đồ điều trị của bác sĩ, điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, bác sĩ Nguyễn Lê cho rằng người bệnh có thể bổ sung thêm nano đông trùng hạ thảo giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả. Nano đông trùng hạ thảo có cái công nghệ nano hóa, nó làm cho các phần tử và các hoạt chất ở trong đông trùng hạ thảo nhỏ đi nhiều lần. Kích thước của nó chỉ khoảng 40-100 nanomet, nó dễ hấp thu và chuyển hóa cũng như là hoạt động đến các cơ quan huyết. Cái tính sinh khả dụng của nó phải tăng lên hàng chục lần. Ngoài ra, kết hợp đan sâm, cam thất, curcumin, đây là những thảo dược tốt cho tim mà cho sức đề kháng và giải độc cho cơ thể, tăng cường cái hệ thống tuần hoàn, chống oxy hóa, thì đấy là những cái rất cần cho những người bệnh tiểu đường. Những thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới đã được công ty cổ phần dược thảo công nghệ nano hóa đưa vào sản phẩm nano đông trùng hạ thảo tiểu áp vương, tiểu trong tiểu đường, áp trong huyết áp. Tiểu áp vương có nghĩa là vương dược cho người bị tiểu đường và huyết áp. Với tác dụng kép, vừa hỗ trợ hạ đường huyết, giảm cholesterol trong máu, giúp giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do đường huyết và mỡ máu cao, vừa hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch cho cơ thể. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, nano đông trùng hạ thảo dành tặng ưu đãi lớn cho khách hàng. Khi mua 6 hộp nano đông trùng hạ thảo tiểu áp vương sẽ được tặng một hộp cùng loại trị giá 395.000 đồng, tặng thêm một phần quà khác trị giá 250.000 đồng và cơ hội lớn nhận một năm sử dụng nano đông trùng hạ thảo tiểu áp vương miễn phí. Ưu đãi dành cho 5 khách hàng đầu tiên đặt hàng trong thời gian phát sóng chuyên mục. Khách hàng hãy nhanh tay gọi qua số hotline 0909 857 799 hoặc trực tiếp đến showroom và đại lý của nano đông trùng hạ thảo trên toàn quốc. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể truy cập website nanodongtrunghathao.vn hoặc gọi từ số điện thoại hotline 0909 857 799. Đến đây chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn nhãn hàng Nano Đông Trùng Hạ Thảo Tiểu Áp Vương của công ty cổ phần dược thảo công nghệ nano hóa đã đồng hành cùng chương trình. Nano, 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 nano đông trùng. Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy? Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nano Đông Trùng Hạ Thảo. Có phải sản phẩm Nano Đông Trùng Hạ Thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không? Ủa sao bà biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm Nano Đông Trùng Hạ Thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, Nano, 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 Nano. Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ sinh dược, điện thoại 0909 857 799. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng gì thì thuốc chữa bệnh. Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích. Kết nối công nghệ. Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay: ứng dụng công nghệ gắn với truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp. Ở phần sau của chương trình, hãy cùng chúng tôi ghé thăm lớp học lập trình nơi mở ra tương lai cho trẻ em nghèo ở Kenya. Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ thực tiễn, người tiêu dùng cần có sự minh bạch hơn về quy trình nguồn gốc sản phẩm và phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp. Gói giải pháp công nghệ EGAP đã được nghiên cứu áp dụng thành công tại